Xin chào tất cả mọi người Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh của mình Và sau đây thì mình sẽ tổng hợp chi tiết Về bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30 Vào trưa ngày 9 tháng 12 năm 2019 Đội tuyển chủ nhà Philippines Đã giành được 113 huy chương vàng 86 huy chương bạc Và 90 huy chương đồng Đội tuyển Việt Nam vẫn đang Giữ ở vị trí thứ hai với 67 huy chương vàng, 62 huy chương bạc và 79 huy chương đồng. Đội tuyển Indonesia bám rất sát đội tuyển Việt Nam với 66 huy chương vàng, 63 huy chương bạc và 79 huy chương đồng. Đội tuyển Thái Lan trong sáng ngày hôm nay đã tăng tốc và bám rất sát đội tuyển Indonesia với 61 huy chương vàng, 76 huy chương bạc và 81 huy chương đồng. Tiếp theo là đội Singapore, Malaysia, Myanmar và Campuchia. Đội tuyển Lào thì vẫn chưa giành được huy chương vàng nào và đội tuyển Đông Timor vẫn chưa được giành được huy chương vàng nhưng mà đã giành được ba huy chương đồng như các bạn nhé. Bảng cập nhật thì chưa cập nhật đúng nhưng mà đội Đông Timor đã giành được ba huy chương đồng rồi các bạn ạ. Mọi người thấy video hay và hữu ích thì có thể like và chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Mình sẽ cập nhật tin tức một ngày 3 lần, sáng, trưa, chiều, tối, 4 lần đi để giúp mọi người là sẽ cập nhật được tin tức nhanh và sớm nhất và cùng cổ vũ đội tuyển việt nam đội tuyển nam bóng đá giành huy chương vàng mình dự đoán đội tuyển nam việt nam sẽ thắng đội tuyển indonesia với tỷ số ba một rồi các bạn hãy nhớ về cái dự đoán của mình nhá rồi xin chào tất cả mọi người